Là một trong những hoạt động phục vụ lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2023, chương trình trình diễn áo dài non sông gấm vóc được tổ chức tối ngày 22 tháng 4 đã xác lập thêm 2 kỷ lục Guinness Việt Nam dành cho áo dài với tà áo dài non sông gấm vóc dài nhất Việt Nam với 178 mét và đường trình diễn dài nhất Việt Nam trên cầu đi bộ bắc qua hồ công viên Văn Lang. Sự kiện tạo được điểm nhấn về không gian văn hóa, nghệ thuật, thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân và du khách thập phương. Chưa bao giờ tôi có cơ hội để tham dự một buổi lễ trình diễn áo dài mà có cả quy mô rất là hoành tráng, cũng như là chương trình rất là đa dạng, cũng giống như là chương trình tổ chức rất là chuyên nghiệp và cho người dân cũng có cơ hội được tiếp cận với một loại hình nghệ thuật về thời trang mà rất là ý nghĩa. Rất là mong muốn là chương trình sẽ được lan tỏa và hàng năm cũng như sẽ vào các dịp lễ hội hoặc là những cái dịp kỷ niệm nào đó và sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa để dành cho người dân có thể tham gia để chung vui. Chiếc áo dài kỷ lục non sông gấm vóc có tà áo dài 178 mét, nặng gần 200 kg, được thực hiện in, vẽ tay, thêu hoa, đính kết với hàng triệu hạt pha lê lấp lánh, kết hợp với hàng ngàn cánh sen gấm, lá sen voan. Chiếc áo được tạo ra bởi nhà thiết kế Phương Hồ cùng hơn 20 người thợ may, thợ thêu trong vòng 2 tháng với mong muốn khắc họa nên vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của đất nước Việt Nam, lấy Đền Hùng là trung tâm, kết nối và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Đây đã là kỷ lục Guinness Việt Nam thứ 3 của áo dài được xác lập tại lễ hội Đền Hùng năm nay, tạo nên nhiều cảm xúc cho những diễn viên trực tiếp tham gia trình diễn trên quê hương đất tổ. Và khi diễn xong chương trình thì em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì em được diễn trong một cái chương trình rất là đặc biệt và được diễn trên cái cây cầu thật là ấn tượng của Phú Thọ. Và em rất mong là em sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội được đến với Phú Thọ, được làm việc. Đây là lần thứ tư Thảo được đến với Phú Thọ. Thảo thật sự là Thảo cảm thấy là mình rất là có duyên Phú Thọ. Và khi đến đây thì Phú Thọ luôn cho Thảo cảm giác là thật là bình yên và con người ở đây rất là gần gũi. Thảo thường hay nói là Phú Thọ giống như là quê hương thứ hai của mình vậy đó. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các nhà thiết kế cũng đã sáng tạo ra nhiều bộ sưu tập như linh thiêng nguồn cội, sắc cọ, sen gấm để trình diễn trên cung đường trình diễn dài nhất Việt Nam. Đêm hội áo dài là cơ hội để các nhà thiết kế thể hiện tài năng sáng tạo thông qua các nét đặc trưng, bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ, được thể hiện qua những bộ sưu tập áo dài truyền thống của dân tộc. Qua đó đã khắc họa đúng nghĩa và trọn vẹn một Việt Nam non sông gấm vóc với Đền Hùng làm trung tâm, kết nối và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.